Rồi trong trường hợp mà rồi trật tự trong trường hợp các bạn mà muốn cài Office trong máy ảo, các bạn đã mở được máy ảo lên rồi và tất nhiên mình chưa có chép bộ sượt ở trong này thì mình sẽ không thấy được là cái bộ cài đặt của máy ảo của Office đâu cả. Vậy làm sao để mình lấy được cái bộ Office mà thầy đã để ở bên ngoài này vào đó? Như vậy thì chúng ta có hai cách để thêm vào. Bây giờ cách thứ nhất mình xem thử được hay không. Cách thứ nhất là ở trong cái phần setting của cái ổ đĩa này, trong phần setting ở trong device ha, nếu như mà các bạn mở ra rồi thì các bạn chọn ở trong cái phần device này, còn không thì các bạn sẽ chọn ở bên này, các bạn chọn setting, rồi các bạn vào trong store, vào trong cái ổ CD và mình tìm đến cái gì, tìm đến cái Office 2013 mà thầy đã để ở đây. Các bạn chọn Open. Đây, Office 2013 của thầy để đã là ISO, cho nên các bạn thêm được. Còn nếu trong trường hợp Office của bạn không phải là cái đuôi ISO mà có là đuôi JA thì các bạn add đây không được, nó không cho. Bởi vì chỗ này bạn chỉ có thể là add cái đuôi là ISO thôi, ISO thôi. Được không? Đó, như vậy nếu mà trong trường hợp mà thầy đưa vô đây thì trong máy ảo của thầy cái ổ CD nó trở thành gì? Ổ CD của thầy nó trở thành Office. Được không? Được không? Ổ CD của mình nó trở thành Office. Đó, và mình sẽ tiến hành cài đặt ở đây. Nó giả lập giống như là bạn lấy một cái CD, bạn bỏ vô cái máy thực vậy. Thì ở đây là thay vì mình bỏ vô máy thực thì mình bỏ cái file ISO thì nó sẽ chạy vô máy ảo. Một cách khác, các bạn nếu mà trong trường hợp có những file mà nó không có cái đuôi ISO thì mình vẫn kết nối được vào bên trong máy ảo. Bạn vào device, bạn phải chọn cho thầy cái share folder, thư mục share folder. Các bạn chọn share folder setting. Ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn là thêm một cái thư mục từ máy thực. Chỗ này mình chọn cái thư mục từ máy thực. Như vậy thư mục từ máy thực của thầy nó đang nằm trong software. Thầy đang tổng hợp các cái file nó nằm trong thư mục máy ảo. Chọn select. Và chúng ta chọn auto mount là tự động liên kết với một cái ổ đĩa bên trong. Ok. Như vậy khi các bạn chọn như vậy thì nó sẽ tự động nó để là máy ảo xịt VisuBox và ổ đĩa này là ổ đĩa Z. Và kể cả cái file .txt mình cũng thấy luôn. Đó, kể cả cái file .txt mình cũng thấy luôn. Được chưa? Và những cái file mà có đuôi ISO cũng thấy. File .jar cũng thấy luôn. Được chưa? Như vậy các bạn có hai cách để các bạn liên kết từ bên trong và bên ngoài. Nhưng chú ý nè, cái thư mục mà mình map vào nó trở thành ổ đĩa Z. Đây là trong máy ảo nhưng nó là thư mục gì? Của đâu? Của máy thật. Cho nên việc bạn thêm một file mới. Rồi đây là file mới ha. Hoặc là bạn delete đi một file. Ở đây thầy mới tạo ra cái file mới đâu rồi? Đây nè. Thầy tạo trong máy ảo nhưng mà bây giờ thầy ra máy thực thầy thấy cái file mới không? Quay trở vô máy ảo. Xóa file mới này đi. Delete. Ra máy thực. F5 lại cái. F5 refresh đâu rồi? Ủa? Sao không có? Rồi tự nó mất luôn rồi.
cái chữ refresh đâu ta. Rồi, như vậy chú ý giùm thầy, khi mà mình kết nối như vậy thì máy thực và máy ảo đều chung một thư mục thực nha. Cho nên là bạn xóa cái gì là bên máy thực mới xóa luôn á, mình thêm cái gì là máy thực nó có. Cho nên chỗ này mình chuyển dữ liệu từ máy thực máy ảo với nhau, và máy thực mình làm cái gì đó xong mình lưu vô thư mục này thì ra máy, xin lỗi, vào máy ảo làm một cái gì đó lưu vào thư mục này thì quay ra máy thực, mình sẽ thấy chuyển dữ liệu giữa máy thực và máy ảo, được chưa? Đó, mình có hai cách. Một là mình chuyển qua cái dạng CD ảo, mà đối với CD thì mình không thêm được nha, CD là read only nha. Còn mình muốn lấy dữ liệu từ trong ra thì mình dùng cái dạng share thư mục, được không nào?